Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Hôm nay thì shop mình vừa mới có thêm một cái mẫu Zippo mới anh em nhé. Và mình quay luôn, giới thiệu luôn cho anh em xem nhé. Đây là một chiếc Zippo chủ đề về biệt đội đánh thuê anh em nhé. Sản phẩm thì cái này giá bên mình sale cũng khá là rẻ thôi. Anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhé. Đây, hộp nó đây anh em nhé. Một chiếc Zippo phổ thông, được khắc chìm hai mặt anh em nhé. Đây, sản phẩm thì được đựng trong cái hộp rất là quen thuộc rồi. Đây, mình quay sơ lược cho anh em xem. Mặt trước này, mặt sau anh em nhé, cạnh bên này. Và cái chủ đề này này, hiện tại thì shop mình cũng có một cái phiên bản là màu vàng trắng, à màu vàng amo anh em nhé, màu vàng amo. Nó khắc là bốn mặt, cái này thì khắc mặt trước mặt sau thôi, còn cái cây kia là nó có bốn mặt, mặt trước mặt sau và hai cạnh bên. Đấy là một phiên bản limit. Cái cây màu vàng amo đó thì giá là 1.300.000 đồng anh em nhé, 1.300.000 đồng. Còn cây này thì rẻ hơn nhiều anh em nhé, nó hơn phần nửa cây kia thôi đấy, nhưng mà về cái độ bền thì nó không kém anh em nhé, rất là bền. Xét về chất liệu của sản phẩm này thì anh em nhìn thấy màu trắng thì thực tế nó là chất liệu bằng đồng anh em nhé, đồng vàng. Sau rồi đó mạ chrome đây, mạ chrome này thì sau nó đánh nhám mặt trước mặt sau. Trên hình đây thì chủ đề của sản phẩm đây anh em nhé. Chủ đề này thì nó mình thấy là cũng xuất hiện trên vài ba cây Zippo anh em nhé, thì mình thấy cây này là cây thứ ba. Chủ đề đây nói về một cái bộ phim biệt đội đánh thuê anh em nhé, bộ phim này thì cũng rất là hay. Anh em nào mà muốn xem về cái bộ phim này á, thì anh em cứ lên YouTube anh em gõ mà biệt đội đánh thuê đây là ra cái bộ phim này anh em nhé. Bộ phim này toàn là những cái diễn viên nổi tiếng mà. Bên chính diện thì cũng nổi tiếng mà bên phản diện cũng nổi tiếng luôn anh em nhé, thì hay, anh em có thể tham khảo. Quay trở lại với cái sản phẩm này thì ở phần trên nắp này và phần dưới này thì nó được khắc chìm rất là sâu, nên là anh em dùng không bao giờ có thể mòn được anh em nhé, không thể mòn được, là một điều là anh em yên tâm nhé. Còn về sản phẩm thì phần thân và phần nắp thì kín khít này, chính vì vậy nó cầm xăng rất là tốt luôn. Trung bình thì tầm khoảng 5-6 hôm anh em nhé, nếu mà anh em biết xử lý thì tầm khoảng hơn 10 hôm, bằng cách là anh em xếp lại tim và bọc lại ruột anh em nhé. Quay đến cái cạnh bản lề thì nó có 5 chỗ. Đây, cái sản phẩm này thì các cái đường viền này thì nó làm cho sức bụi bụi anh em nhé. Đây, nó sức bụi kiểu này thì nó sẽ hạn chế cái việc mà sức sát anh em nhé. Nó cũng không phải là hạn chế mà là khi mà có sức sát thì nó sẽ hạn chế cái việc mà mình phát hiện ra thôi. Đây, chứ nó vẫn có sức sát, nhưng mà một khi sức sát thì nó ít bị lộ anh em nhé. Còn cái bản lề này thì có hai mối hàn trên dưới đây, thì nếu mà bong một trong hai mối hàn thì shop mình cũng hàn miễn phí cho anh em. Với cái sản phẩm này thì nó có cái bản lề bằng niken, và bản lề này thì có 5 chấu. Tên của cái bản lề này là bản lề thô anh em nhé, bản lề thô, bởi vì nó có hai cái cạnh bên ngoài này, hai cái chấu bên ngoài này thì nó để thô như thế, nó không làm bát cạnh anh em nhé. Thì như cây này đây thì anh em nhìn thấy nhá, thì nó sẽ làm bát cạnh như một chút, nó làm bát bát cái cạnh đi. Thì trên thị trường đến tầm khoảng 90% này nó sẽ làm bát cạnh em nhé, còn cái này thì nó không có bát cạnh. Thì mình thấy là cái dòng này, bản lề này rất là bền này. Trong quá trình bán hàng thì mình thấy cái dòng bản lề này hầu như mình chưa bao giờ phải bảo hành anh em nhé. Có thể là mình bán cái dòng này thì số lượng nó ít hơn, nên là mình chưa thấy bị lỗi bao giờ cả anh em nhé. Nhưng mà thực tế thì mình thấy nó cũng rất là bền. Về mặt sau thì nó cũng được đánh nhám anh em nhé, sau đấy là nó khắc chủ đề vào. Đây, mặt sau thì cũng khắc chủ đề về biệt đội đánh thuê anh em nhé. Ở chữ trong đây thì cũng được khắc chìm, nên là anh em yên tâm sử dụng mà cực kỳ bền luôn, không thể mòn được. Còn các đường viền thì nó đánh đánh nhám anh em nhé. Cái đánh nhám này này thì nó làm bằng cái công nghệ là khi mà làm xong cái Zippo thì nó phun cát vào đây anh em nhé, phun các cái kiểu như hạt cát rất là mịn vào đấy, để nó tạo ra cái độ sức cho sản phẩm. Ví dụ như trên đây nó cũng có sức này, cái này là nó nguyên bản nó sản xuất ra nó đã sức như thế này rồi anh em nhé, chứ không phải là lỗi của cây này, mà nó nguyên bản nó sản xuất ra nó đã có như thế rồi.
khi nó phun cát thì nó phun vào tất cả các cây dipo luôn đấy. Mặt trước mặt sau các đường viền ở mộc đáy luôn. Xong rồi khi mà phun xong thì nó mới tạo hình sức xéo caro mặt trước và mặt sau anh em nhé. Thì cái dòng là sức xéo caro này nó cũng có cái ưu điểm của nó là nó khi mà cầm tay thì nó hạn chế cái việc mà trơn cuột anh em nhé. Những anh em nào mà chơi zippo ấy, thì chơi theo kiểu là múa múa zippo ấy, quay chích ấy, thì là thường sử dụng cây này anh em nhé, sử dụng cái cây này, cây trắng nhám caro nó dễ, nó không trơn anh em nhé và nó bền. Ok, còn cái cây này thì mình có ghi mã số trên đây này, ZPT48 anh em nhé. ZKL48 anh em nhé, ZKL48. Anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho Phúc nhé. Quay trở lại cái mộc đáy này thì mộc đáy lõm anh em nhé, được sản xuất năm 22, đã chữ rất là rõ ràng. Tới đây thì nếu mà mình nhập thêm thì có thể là về năm 23, 24 anh em nhé. Và hiện tại là còn một vài cây năm 23 thôi, à 22 thôi. Bánh xe thì bén anh em nhé, âm thì theo mình là khá là hay. Hiện tại bên ngoài đang có trời mưa rất là to anh em nhé. Đấy, nên là không biết nó có ổn vào video không. Âm nghe ok. Theo mình anh em mua cây này để sử dụng thì rất là tuyệt vời này. Vừa bền vừa dẻo, vừa dẻo vừa bền anh em nhé. Làm quà tặng thì cũng ok. Bên trong thì có màu vàng, có đồng này, đôi khi là đồng thì nó lem lem bên trong là bình thường. Sản phẩm này thì được sản xuất cùng năm 22 anh em nhé. Còn cái chữ cái A, B, C, D, F thì thường là lệch nhau mấy tháng. Hy hữu thì mới có trùng thôi anh em nhé. Đa số là lệch. Cái này thì hy hữu nó trùng luôn. Cổ đá cao, đồng bánh xe, cái xe xe. Cái ruột này anh em có thể mua trên thị trường mua lẻ cũng được anh em nhé. Giá tầm khoảng 400.000 một cái ruột. Đây, cái này là múa này cũng là nó mịn này, hàng xịn thì nó mịn màng anh em nhé. Lưới gà này thì xúc mình sẽ bảo hành trọn đời rồi. Châm xăng thì châm bên dưới đây, cái này bằng đồng luôn. Ok. Với những cái sản phẩm mà khắc hai mặt như thế này thì trên thị trường giá tầm khoảng loanh quanh tầm trên dưới 1 triệu anh em nhé, 1,1 triệu gì đấy. Đấy, nhưng mà shop mình cũng sale cho anh em chơi. Giá chỉ còn 790.000 đồng thôi anh em nhé, 790.000 đồng thôi. Anh em lấy chiếc clip này thì shop mình còn bao ship cho anh em và tặng thêm cho anh em một cái đá anh em nhé. Ok, anh em muốn lấy cái này thì nhanh chạy alo cho shop nhé. Anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Xin chào tạm biệt.